Anh thanh niên năm nay đã ngon nghẹt 30 rồi, sáng mua 5.000 xôi, tôi 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on face để biết hết chuyện trên đời, đăng cái post bình thường cũng phải gần 1.000 like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì, anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm, anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều, nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn. Là do em đơn ca, chính em ca khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần đôi, anh bối rồi, thế là bây giờ đây anh.